Mirang to be moto. Gong yu wo de ni de zhen qing. Gong yu ni de. Đất phi thô diện tích là 4.058 mét vuông, có 400 mét thổ cư, cách trung tâm là trường học, ủy ban xã là 700 mét, cách nhựa 500 mét. Ranh giới sẽ là từ đây, từ cái cây này, từ cái cây ổi á, để sang này. Hiện nay á, trên đất là có một cái căn nhà nhỏ nhỏ để họ làm vườn á. Đất hoàn toàn là bê tông nhá. Và có một con đường trên đất này, hiện tại là có một con đường đất. Nó là đường đi chung á, nhưng mà không hiển thị trên sổ. Nhưng mà con đường đất này là con đường đất đi chung nhá. Lô đất này nở hậu. Đất này á là thuộc xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Lô đất này á nằm cũng gần khu dân cư, có nhà kìa, có nhà rất là lớn. Con đường đất này là con đường đất đi chung. Trên đất này á, hiện tại là hai mặt đường, một mặt đường đất và một mặt đường bê tông. Nhưng hiện tại trên sổ á, là hiển thị một mặt đường thôi. Miếng đất này á, là diện tích là 4.058 mét vuông, có 400 mét thổ cư, cách trung tâm trường học xã là 700 mét, cách nhựa 500 mét. Trên đất hoàn toàn là đang trồng cà phê.